chào 15 bạn khán giả đang xem nha. Đây 20 tháng 10 dạy gia đình. Lấy bóng ra ngoài. Điểm 11-7.
Idol Vũ Trường là Trường Vũ. Libero của công an tỉnh. Anh Tài. Bùm. Anh có ba đội à hay sao? Có hai đội à. À, mấy bạn thấy thấy vô vui. Bộ lên nhà của Cooper. Nguyễn ơi, đánh máy xe vậy?
Yeah.
quá. 60. Bốn mười sáu hai điểm qua đây chơi nè, qua đây đá vào tường. Hay
núi đâu sân nha, ngoài sân thôi. Anh làm gì biết đánh bóng chuyền đâu Bình ơi, anh chỉ biết kỳ pháo sơ sơ cho vui thôi, anh làm gì biết đánh bóng chuyền đâu. Đời em vô đây chơi. Tốt. Chẳng nhiều quá. Mười chín hay mốt là anh hay hai hai luôn kìa. Rồi chào mọi người đi. Rồi ok. Được rồi, chiếc nó phải là được. Tốt, tới ngoài rồi. 2-0. Cúp kìa, rồi số 2-0 rồi, mất cúp rồi.
rớt vào đầu. Hay hay quá Tèo ơi. Xong pha bóng rồi, quay khán giả nha mọi người, khán giả rất là đông. Bum.
Tốt. Hay quá, thủ hay quá. Bảo khó hơn nữa. Vô không, ý là anh có bảo em quay khúc đó là anh được cười. Ủa gác nhiêu mà bỏ đi, bỏ ngay. Được không? Được. Trời ơi. Con. Quay không kịp, anh tèo phát nhanh quá. Thôi anh tèo ơi, người ta thủ qua rồi, anh té gì anh tèo. Thank you.
gác 10 điểm. À chắc 10 hả? Chắc 10 em gác. Đây nè, đồng nè, đồng Messi. Không, bạn nè. Rồi nữa. Rồi anh cả nhà hơi bị. Ừ, anh biết bảo rồi. Lâu rồi anh lục nghề rồi. Con đi chờ con đi. Tốt. Nhi 7 triệu. Ồ. Đấy mấy anh em nhà tài đang muốn chuyên để chúc mừng sinh nhật Lộc đây Đông ơi. Thằng chú cắt cái lô tháo ra hả? Kết thúc giải đấu.